Bây giờ nhóm idol hôm nay cũng là 9 giờ sáng rồi. Nhóm idol nãy giờ ngồi cà phê đợi 6-7 xuống để qua thăm gì chức gì cầm nha cả nhà. Đó, nãy giờ cũng là ngồi đợi, giờ bắt đầu tập trung chuẩn bị lên xe và chở gì cầm. Bây giờ mọi người cũng chạy cái bệnh viện Nguyễn Trãi hay nha cả nhà. Đó, hôm nay 6-7 cũng có mua chút đỉnh bánh với khăn giấy đồ để cho dì cầm lên trên đó có thể dùng để lau miệng này nọ. Có mua bánh với có mua yến cho dì cầm. Dì cầm dưới ơi. Đúng rồi. Ủa anh cả đâu rồi? Đó, giờ dì Sơn, dì Bảy, Quỳnh lên bắt đầu trực tiếp. Mọi người sẽ lên thăm dì cầm trước nha. Thăm dì cầm xong rồi mọi người sẽ qua dì chức. Tại đây mình cũng tiện đường vô dì cầm trước, xong rồi xong xuống rồi mình qua bên dì chức. Không quen anh cả. Nói gì cầm thì ở lầu 3. Đó, giờ mọi người cũng ra thang máy nha. Bắt đầu giờ mình đi vô thăm gì cầm để xem gì cầm sức khỏe hôm nay ra sao nha. Tại hôm qua mọi người cũng có nói là, còn cũng lên clip là cũng có nói là bữa nay sáng nay là mọi người sẽ đi thăm gì cầm để cho gì cầm an tâm hơn. Đó. Dì cầm đang ngủ nha cả nhà. Ủa sao lại bụng hôm nay? Thôi tắt đi, tắt đi. Sáng giờ ăn gì chưa? Còn gì mà ăn yến đi, ăn yến đỡ đi, đường hơi cháo. Đó, sáng bảy mua yến rồi ăn. Ủa mẹ gì cầm có vô chưa gì cầm? Lát bé một sữa mà nó thấy không có sữa mà bảy đừng có sữa. Đó, sữa nó khoáng là nào vậy? Giờ con gái chồng tính làm sao nó có vô lễ rồi sao mới đi làm chủ nhật con có vô lễ rồi đó. Nó trù xếp mình mà má vợ má trước giờ mày em mình bệnh rồi phải có chứ giờ mày em mình có lo mà đi luôn sẽ mình thôi giờ có má chồng cho má chồng lo đi. Má chồng cũng lo cho con dâu đi, má chồng chồng phải vô nha cầm. Má chồng có vô đây chăm luôn. Để lo mặt đi cho nó. Cái nhĩ đó đó. Có lòng mãi rồi. Có ăn được không? Lòng mãi nóng quá hả? Vậy. Nóng quá hả? Có cái quạt cái chỉ đó đây mà. Đúng rồi, con vô con thấy nóng luôn. Ầm á. Ầm. Con chưa dặn thôi. Cái đó bác sĩ là ho. Nó sĩ hơn cho mình tăng nước cái hơn vô. Phòng bơi 2, bơi phòng 2 hết nước, hết nước kìa. Hết nước rồi, nói gì biết rồi. Sáng bệnh ăn cái gì luôn á hả? Chị ăn nãy ta hỏi ăn cháo đâu. Đừng lên báo công an. Báo cái đó là có cái đoạn không? Không. Bà đừng có đưa, đừng có làm quá nha. Cái giò nó có máu đó nha. Cái gì phải nhẹ nhàng đi. Chú cái quần suốt à. Ghê quá. Bảy ơi. Vậy. Biết rồi, dám ăn. Bây giờ bà không ăn đứng nó bị sức chứ. Bỏ thuốc mà, bỏ thuốc con đi. Có cơ hội bỏ thuốc con đi, đừng hút nữa. Dám ăn đi, cái này nuốt không có sao á, nó khỏe. Biến là nó mát, đúng không?
bưởi lại nó đưa chảy nước lo ông đậm tiểu nước như cái này đâu có gì đâu chăm khóc nữa kìa khóc gì có phước lắm mà gặp tu rồi chết rồi không ai dữ vậy cái mền kia đâu sao đem cái mền này cái ghê quá vậy nó mày kia nó chạy bò nó chưa ăn được chị sao nói là cho ăn cháo cho ăn cháo được địch rồi xịt rồi đã nói địch rồi để tao lên tao hỏi nè hỏi đã đi cho chắc cứu đi con sao cái này thằng chi cái máy mà cái này vừa thăm chị chưa hơn hồi nãy hỏi thăm rồi trời ơi hỏi chưa ở Bình Dương gì đâu hỏi nó cô xếp về nó lên cô xếp về nó lên ha trời ơi cũng được người chồng chồng phục hỏi thăm trời ơi cười khoái chạy nước miếng cười giờ chúng ta không chồng người liền biết ủa nó chưa ở cái gương quạt mà dinh á nó đưa nó cầm mà để cái cổ á cầm quạt cái tủ rồi khóa hả không chịu máu mới lạnh đúng không? Ủa gì cầm? Gì cầm vô đây? Gì cầm có nhớ anh Hưng Trần không? Đặt đau. Nhớ. Ông đợt này muốn cắt cái sẹp rồi, cắt rồi mình cắt cái sẹp. Ừ, vô đây. Ờ, hỏi thuốc này, ngon quá sáng luôn đây được. Chết á, nóng tủ rồi. Không có cây quạt ha, nóng quá. Không có, bỏ luôn đi. Quạt này không đủ mạnh. Không có đủ. Cái này phải có máy lạnh, hầm quá trời. Còn bốn giường. 4 giường hả? 5 giường anh bên này nữa. Ở phòng này 5 giường nha cả nhà. Vì cầm là ở một góc này. Nói chung thì có thuốc rồi. 6, 7, cân vậy. Qua gì cầm gì cầm vừa gặp 6-7 thì cầm khóc luôn nước mắt em rơi trò chơi kết thúc ủa anh Hưng có nói anh Hưng nói chừng nào anh Hưng vô thăm gì cầm vài bữa nó cầm xuất viện rồi bác sĩ nói ăn được rồi ăn được ăn hết chín chắc rồi sợ ăn nó mới khỏe bà không ăn được gì thì ăn cái gì chứ không chín nó mới khỏe nói như cầm được 17 chăm sóc dữ ha cả nhà sớm để thăm hai người đi cầm như là thăm bà xong cứ qua thăm một chút chưa ăn ghé ngang cũng chút à. Bà mỏng mừng hết là bố cũng không vô á. Không có cái quạt mà ghé không có cái gì cần. Thấp hơn đừng quay lên thêm. Thấp hơn. Con mới nói là chiều cho ăn được hết thôi. Mỏi cảm ơn. Mày sao tôi để bên trên á, được chưa? Rồi. Cao chưa? Cao được rồi. Mỏi cổ lên giọng được chưa? Đó hôm nay cũng có gì 6, 7, gì Sơn, với Quỳnh, với anh Tý, anh cả còn 6 mấy người vô thăm gì cầm xong rồi lát qua thăm gì chức nha, cả nhà. Ủa bà Hữu có mở mới lạnh được hả? Không, không có mở, sao vậy? Nóng quá. Trời ơi, để mới lạnh nóng gì trời? Cho nó sạch sẽ. Để chị chồng nó đừng dở cái nha. Nó ra sáng á,
mặt nè, cầm nhớ hả, mấy giấy này ăn uống đi lo chứ mà sáng giờ khai ra hay gì một chút bỏ nhà này. Cũng khai mà bữa nay lễ không có đâu, nhà cũng khai chứ con làm việc không biết mà chút sữa này đổ lễ ngày thường cũng vậy ngày khai mình lần quên ra bỏ này chứ quên dạ đổ đi bỏ đi để kiến lên nó dữ nữa đi. Chiều quá gọi gọi bà má đi nấu cháo lỏng lỏng á. Hồi trong công ty cũng có, khi bả đi vô, khi bả ghé một công ty nó cầm. Cầm có đói bụng vô không gì cầm? Không, cái này cái cháo này vô biển nè, không đạm với lại vô. Vô nước đạm với lại vô. Ông vô thì khỏi ăn cũng sao đâu. Cái đó đúng không? Cái gì cầm xúc động muốn khóc luôn rồi cả nhà. Ăn miếng vô được rồi. Ăn miếng mà khỏi. Mình không ăn được cái gì thì nó yếu nó đỡ lắm. Xe bên kia coi. Chỉ để kêu bá là mình đi gạt, tôi đi cầm cho nó mình mang cho đi. Ở cái quạt Hồng Chinh nó mua cho bà đó rồi. Để gì nhà rồi. Để nhà mở trong tủ rồi. Tôi mở. Bà đưa cho Pháp bây giờ tôi mở cho. Có gì ăn chậm không? Có gì ăn chậm. Ê đừng có để thôi đụng cái nó đụng cái nó xích mà tôi mở tủ và chồng mà hỏi tôi cá tôi hấp hồn chị kiếm ai vậy ăn được cái lưỡi sạch phải không mà không ăn cái lưỡi hết phải không sao nói chậm rồi còn hết rồi nè nhớ không đi gì cả hết rồi chút còn chút xíu nữa ha. Đó má chồng vô đây thăm má chồng cũng đi bán đi bà còn mạnh miệng chứ gì cầm ấy đi cầm xong kêu má chồng đút cho ăn đi gì cầm qua đây đút cho tôi ăn cho bà ngồi ra tôi nhấn nước luôn giờ dạ lái rồi ăn rớt răng còn răng nó nhấn nước răng đâu mà còn thế công chuyện còn hơi dạ vui vẻ thôi nói chung để vui vẻ mau hết bệnh mau xuất viện dì bảy ơi chứ mà cái kiểu mà mệt mệt là còn nằm lâu đó cái kiểu này dì cầm nó chắc 2-3 ngày hết mình ăn được cái lưỡi nó sạch để cho mình ở đây với mình đây rồi 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 chiều vô nước quỳnh thôi rồi đấy ở là má hơi hổ nó ở nhà nó đi nó lo cho chị sáu dì bảy đi thôi tôi làm gì mày khỏe để ra đây nó lo mà sai nó mua gì rồi nó mua không mua cái gì hết á. Vô đây nó náo loạn cái phòng bệnh viện này luôn á. 2-3 lần là chuyện quan trọng, nước công vẫn là chuyện quan trọng. 2-3 làm bá chủ đây luôn đi. Dạ hết rồi. Chúng nhân về đi. Nữa à. Đi cùng đi. Nghĩ thì sao có mua cái gì không, có đem về đi. Giờ ông Quỳnh ở đây với bà, cái chuyện ông Quỳnh về. Không. Sao vậy? Hay là kêu mình gian chi đâu? Trời ơi, còn hết, còn tất chết. Kêu Hân Trần vô nha, nó lẫy nha. Sớt chết. Hân Trần là được. Hân Trần là phái liền. Nè, giấy nè, muốn lao gì để xích bên đây nha. Kêu má chồng gọi cho anh Hân kìa. Nè, cậu muốn lấy gì mở đây lấy nè, lau miệng, lau gì đó, thấy không? Để đây nè. Là tiền có còn tiền không? Ủa tiền bằng, tiền 500 đó. 500 qua đây đâu? Tặng là của má, là hả má ứng ra đó. Thôi còn cũng xin kết thúc clip tại đây nha. Nãy giờ mọi người trong nhóm cũng đã thăm gì cầm rồi. Cũng khoảng nửa tiếng rồi, bây giờ bắt đầu mọi người sẽ qua bên di chức nha cả nhà. Nói thôi còn xin kết thúc clip tại đây nha, mọi người xem cho còn một like, một chia sẻ, nhớ đăng ký kênh Còn Vlog nha cả nhà. Cảm ơn mọi người nhiều nha, bye bye.